Cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin đặc biệt ngày mùng 1 Tết Bính Thân. Thưa quý vị, trong đầu năm, sự kiện Festival Hoa Đà Lạt là một điểm nhấn khá nổi bật trong các sự kiện chào đón năm 2016 và Tết Bính Thân. Sự kiện lần thứ 6 đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều loại hoa cùng với nhiều cách bài trí. Nhưng vẫn còn đó những nhược điểm mà chính quyền thành phố cần phải khắc phục. Nổi bật là những thông tin chung quanh sự kiện. Mùa xuân là mùa hoa rực rỡ nhất trong năm, nhưng có một nơi hoa luôn tươi sắc cả bốn mùa, đó chính là thành phố Đà Lạt, được mệnh danh là thành phố ngàn hoa. Chính vì lẽ đó, cứ hai năm một lần, Festival Hoa Đà Lạt luôn là nơi thu hút du khách, du lịch cùng với những người yêu hoa từ khắp mọi miền đất nước. Năm nay với sự trở lại của nhiều tiết mục mới hấp dẫn với nhiều chủ đề phong phú đa dạng như không gian hoa nhiều màu sắc với hơn 20 tiểu cảnh được bố trí quanh khu vực Hồ Xuân Hương, chương trình trưng bày triển lãm hoa của các doanh nghiệp tham gia Festival Hoa. Sự kiện diễn ra 2 năm một lần và đây là lần tổ chức lần thứ 6. Đó là một cái nét đặc trưng, một cái nét văn hóa sẽ giới thiệu tất cả những gì liên quan tới Đà Lạt. Ví dụ như là ẩm thực, hoa và tất cả những cái nét văn hóa đặc sắc của cái vùng Tây Nguyên này. Tùy theo nhu cầu thị hiếu của khách hàng, khách du lịch mà nó sẽ thay đổi theo từng năm. Ví dụ như năm trước thì cái quy mô là sẽ không bằng năm nay. Và cái gì cũng vậy, cái gì nó cũng phải có một cái phần đi lên. Ví dụ như năm trước thì cái quy mô của nó còn nhỏ, còn bé, chưa hoàn thiện. Ví dụ như là điển hình nhất là cái phần quảng trường Lâm Viên. Vào năm 2014 thì festival hoàn toàn chưa có quảng trường Lâm Viên. Nó còn nhỏ, còn gọn, nó chỉ ở cái phần chợ, rồi Lê Thị Hồng Gấm thôi, phố đi bộ. Nhưng mà bây giờ nó đã mở thêm cái quảng trường Lâm Viên nên là mỗi năm thì nó đều có một cái thay đổi và đều hướng theo cái sự đi lên. Và năm nay thì đường phố rồi hoa diễu hành tất cả đều được chuẩn bị rất là chu đáo để phục vụ cho cái sự kiện ngày mai là 8 giờ tối ngày 29 tháng 12 tại quảng trường Lâm Viên. Nếu như trong sự kiện trước đây quy mô còn nhỏ và tổ chức chưa được chuyên nghiệp thì sự kiện lần này Festival Hoa Đà Lạt đã được tổ chức tốt hơn, đặc biệt là ở quảng trường Lâm Viên. Ngoài ra các sự kiện diễu hành cũng được lên kế hoạch kỹ lưỡng và hấp dẫn. Rõ ràng lễ hội hoa tại đây đang ngày một trở nên đúng nghĩa với một festival với nhiều nội dung khác nhau để tôn lên nét văn hóa đặc trưng của thành phố ngàn hoa, đồng thời trở thành một sự kiện truyền thống của thành phố núi. Chủ đề của festival hoa kỳ này chính là Đà Lạt muôn màu sắc hoa. Tuy nhiên, việc trang trí cũng như quảng cáo, quảng bá cho sự kiện cũng chưa thực sự nổi bật. Điều này đã được các du khách đưa ra nhận xét. Dù cho quy mô và tổ chức tốt hơn so với lần trước, nhưng cách quảng cáo cho sự kiện này vẫn còn chưa tốt. Dạo quanh thành phố một vòng, thấy tổng quan về vấn đề đầu tư cho một lễ hội được tổ chức quy mô hơn, hoành tráng hơn. Dạo quanh khu vực trung tâm quanh hồ Xuân Hương và khu vực trước khách sạn Ngọc Lan, những cái điểm nhấn của hoa cho trang trí cho festival như hoa Trạng Nguyên, hoa Cúc Vàng thì là những điểm nhấn rất đẹp. Và bên cạnh đó những cái hoa nhỏ để làm cho những tiểu tiết xây dựng những cái hình khối, những con bướm sinh, con chuồn sinh và những cái lẵng hoa rất là đẹp. Tuy nhiên hoa năm nay về những cái dạng hoa nhỏ, ví dụ như hoa băng khê, hoa đồng tiền đơn, hoa đồng tiền kép, hoa cẩm chướng, vậy hoa cúc trắng thấy ít xuất hiện, có thể là do trời lạnh quá nên là về việc đưa ra hoa ra để trang trí khu vực này thì coi như cũng vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên về cái vấn đề mà tổ chức lễ hội hoa hàng năm ấy thì hoa của Đà Lạt rất là phong phú nhưng chúng ta lại ít tổ chức về trang trí. Thí dụ như này, ở dập trục những cái trục đường mà vào quanh thành phố vào đây này thì những cái cột đèn thì ta lại sử dụng vùng pano với cả những tấm phướn về quảng cáo cho festival thôi, người ta chưa trưng dụng những cái lẵng hoa. Thì Việt Nam mình thì có thể học tập Đà Lạt, mình có thể học tập cái kinh nghiệm của Singapore chẳng hạn để mình có thể phát triển lên, nhưng mà ta không đem bê nguyên si, ta có thể đẩy vào đấy là một cái hồn dân gian dân tộc của ấy, và nó có một cái sắc thái riêng của Đà Lạt. Đối với những du khách nước ngoài đến Đà Lạt lần đầu, dù rằng họ rất thích với cách bài trí hoa khắp mọi nẻo đường, tuy nhiên đối với họ, sự kiện này có vẻ lạ lẫm và ít có những thông tin chung quanh. Festival Hoa Đà Lạt là một sự kiện mang tính quảng bá du lịch
nhưng thông tin vẫn còn sơ sài và chưa phổ cập đầy đủ cho du khách trong nước lẫn bạn bè quốc tế. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam và Đà Lạt. Chúng tôi không biết tên những loại hoa được bố trí khắp nẻo đường, nhưng chúng rất đẹp. Dù rằng sự kiện đã được tổ chức thành công tốt đẹp cùng với những loại hoa được bố trí vô cùng rực rỡ, nhưng rõ ràng là chính quyền thành phố cũng như các công ty du lịch cần phải có những phương án quảng bá về sự kiện này mạnh mẽ hơn để thu hút thêm lượng khách đến tham quan và cảm nhận rõ ràng hơn về một thành phố ngàn hoa ở Việt Nam. Nếu thành công, chắc chắn nguồn thu cho sự kiện sẽ được tăng lên, qua đó giúp cho festival hoa của thành phố Đà Lạt sẽ tốt hơn qua từng năm. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo của bản tin đặc biệt ngày hôm nay, xin mời quý vị theo dõi câu chuyện sau đây. Những chuyến xe đưa các bạn sinh viên trẻ có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.